cả bạn đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay quá trời đông đủ thành viên luôn các bạn ơi. Nghe rồi. Gì hả? Nhưng mà bữa nay hiếm bạn em. Bạn em là thằng khá đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói với anh là đi du lịch rồi. Đó có chỗ em nè bạn, người có Tuấn Khỉ ở lộn. Tuấn Tú mà anh. Tuấn Tú. À, có Cu Nô. Em có dẫn theo thằng em của em quay clip nè anh nha. Trời ơi, Cu Nô. Anh rất là nhớ mày luôn. Hổng gài mày tu cái núi nào vậy? Sao anh không tìm được mày á? Em ở dưới ngoại em chứ em có đi tu đâu. Trời ơi. Sao hổng gài nhìn cái mặt em nó tròn hơn hết đâu. Wow, còn chị Thảo nữa nè. Ê, em có nhớ anh không? Cái gì vậy anh ơi? Trời ơi. Và ngày hôm nay mình tập hợp đông đủ mọi người lại để làm ra một cái thử thách. Đó chính là thử thách ăn mì cay. Dạ quá. Cái mùa lạnh nè mà ăn mì cay vô nó đã hết chứ cưng. Đây là mùa hè mà mày. Mày xanh xanh cái gì vậy? Đây mình là mình bữa nay mình sẽ tham gia luôn nha mọi người. Dạ đây 1 2 3 4 5 6. 6 thì sẽ chia ra một đội là có 3 người nha. Dạ. Đó. Giờ em với Đô với anh Tú ha. Cái gì hả? Cái gì vậy? Mày chứ khôn vậy? Mày bao nhiêu ký rồi? Em hả? 80. 80 ký. Rồi bao nhiêu ký rồi? Em 55. 55 ký. Rồi đúng là hai anh em này, hai cái này anh em này là phải tách ra, thằng Đô là phải tách ra một bên. Đó, ủa, mà Đô. Dạ. Em qua năm em lên tới 6 thiệt luôn hả? Dạ đúng. Rồi hổng gại á, em đi đâu mất tiêu luôn, anh tìm em quay clip không được luôn á Đô. Trời em đã nói rồi, em đã đi về ngoại, em thăm ngoại mà. Ủa rồi cái đầu của em là em mới hết rồi vậy Đô. Trời ơi, em nói với anh nè, em tức công thợ. Bữa đó em vô tiệm nè, em kêu anh thợ á hớt cái quả đầu mà mát mát cho mùa hè rút cổ ông hớt quả đầu này nè. Nhìn vô là thấy là mát rồi đó. Rồi bây giờ là bắt đầu là vô review. Rồi vô coi cái món ăn ngày hôm nay nè. Đó. Thì mì cay là phải có topping đúng không các bạn? Và đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Trời ơi, trời ơi, chết tôi trời ơi. Rồi sao chị Thảo thì sao? Quá đã. Rồi bà thấy nhiêu đây topping là đủ chưa? Đủ rồi đó, 6 người ăn là vui. Bà đã ăn được 2 con mì hả? Rồi Cu Đô em thấy sao Đô? Nhức nách quá nè. Đúng rồi, đã không? Thì tại vì đây là một cái thử thách mà mì cay mà các bạn đúng không? Cho nên mỗi đội là phải có 5 gói mì cay các bạn đó. Ủa hay chưa? Bây giờ thì không phải là muốn đội nào muốn chọn cái topping nào là mình lấy cái đó. Cái đó là quá dễ rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ để đồ ăn nè, bò hôm nay. Quên giới thiệu là hôm nay mình có đồ ăn gì nữa các bạn đâu. Cu Nô giới thiệu, Cu Nô bây giờ ai? Giới thiệu đúng không? Từ đây qua nha anh Ngáo. Rồi đâu? Đây là có bò viên nè. Rồi nấm nè. Xúc xích. Đây là rau thơm. Rồi đây là bò. Đây là kim chi nè các bạn. Đặc biệt đây có nguyên một con cua nghe. Còn đây là rau ăn kèm nha, đó chính là cải tím nha các bạn. Thì mấy con mực nữa nè. Cái này là gì anh Ngáo? Em nhìn em không biết. Cái này là cá viên nha. Cá viên. Ủa? Đây cũng có nữa nè anh Ngáo. Cái này là hình như là hành thái đúng không? Hành. Ôi con. Ơi, một chén tôm luôn nè anh Ngáo. Ôi, ở đây là bắp nè các bạn. Rồi đây là tôm viên nè anh. Rồi đủ rồi đó. Ôi, quá trời cá tinh luôn. Mày hiếu à. Gì? Tớt nè. Rồi bây giờ á, nói chung là Cu Nô đã giới thiệu tất cả những nguyên liệu ngày hôm nay rồi. Bây giờ là mình sẽ để những cái đồ ăn này nè lên trên bàn rồi á, chia đội ra, bắt đầu là xí sầm coi đội nào được chọn trước nha các bạn. Đó, nói chung là chọn hết rồi bắt đầu mình sẽ làm thử thách luôn nha bạn. Ok không? Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ á mình đã review tất cả những cái topping ngày hôm nay mình làm mì cay rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo á là mình sẽ chia bồ và chọn đội nha. Đó, bây giờ là mình với Nu là sẽ là hai đội trưởng đứng ra nha bạn. Còn bây giờ là cho anh bắt trước á. Anh bắt trước đúng không? Cu Đô. Hả? Để em. Em nha. Đây, đây là thằng đệ của mình nha các bạn. Wow, anh ơi Đô. Quen sạch bạn á. Trời ơi, ghế trước. Em bắt trước. Bây giờ mình bắt thằng võ thằng đệ của mình luôn nha bạn. Trời ơi bà Thảo lên trời. Trời ơi. Đây xin giới thiệu đây là team. Mình là team gì Đô? Mình là team chiến thần múc quang. Đây là hai đệ của mình nha bạn. Mình tin như hai đệ của mình. Đợt trước á thì thằng võ nó ăn rất là tốt luôn các bạn. Và đợt này á mình có Cu Đô. Ủa trời ơi.
Vô bị lúng rồi nãy giờ. Cái đó cái bụng chà bá luôn. Em nhắm hai em rồi, sáng giờ hai em đã ăn cái gì chưa? Dạ chưa. Em nhắm em quất nổi 5 gói mì cay không đô? Nó không vợ. Nói chuyện bình thường nghe mà. Trời ơi. Trời ơi. Chưa. Đấy, mình á chắc tên là chỉ có mình ăn thôi các bạn ơi. Đây này chia ra ăn gói người nữa gói á các bạn. Một mình thôi sao ăn được không? Tụi mình bốn chứ không trời. Mày chắc chắn không? Mày khinh thường tao đó. Mày ăn tao không bớm vậy đó. Mày ăn nhiều lắm nha. Mày ăn cho tao hai gói nha. Chị Thảo bao nhiêu? Mày rồi. Một gói duy nhất. Thắng thằng cơ. Ăn thua nhỏ nữa mà. Thôi giờ vô chọn nguyên liệu. Rồi giờ là tới mình. Đứng chọn nguyên liệu. Ê đứng đâu hả? Đứng ở dưới đây nè. Qua đi chỗ đâu mình qua đây. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình với thằng Nu sẽ xuyến sùm với nhau để chọn đồ ăn cho hai đội nha. Rồi rồi mì là khỏi chọn đúng không? Mì khỏi chọn. Mì 5 gói mỗi đội. 1 2 Vô đây nè. Ở đây nè. Ở đây nè. 1 2 Chọn gì đó. Em có mà. Dễ ăn bây giờ em thích cái gì? Bây giờ trên bàn này em thích cái gì em chọn đi. Mày đừng mày chọn. Mày chọn nắm cua này đâu. Cua này cua đâu. Cua này cua đâu ơi. Bây giờ em chọn đi. Ôi mấy bạn ơi. Bò. Cua này là mình cắn ra bốc lâu lắm. Đúng rồi. Lấy thịt bò. Cũng là con trai của ta. Bò về đỡ của mình nha mọi người. Để đây nha. Vui. 1 2 3 Lấy bây giờ thôi, bây giờ là bò rồi là giờ mình phải tới lấy một cái đồ mất cái mất cơ lấy một sao chứ ngày ăn mì không vậy các bạn ơi. Một hai tôm trước ta lấy tôm trước trời nước tôm nha. Nếm đẹp nhau rồi. Xuyên. Chưa. Suy nghĩ nữa chứ. Suy nghĩ nữa. 1 2 Ăn cái gì? Ơi. Lấy xúc xích bào bao nữa. Ôi lấy dĩa xúc xích nè. Oh no. Trời ơi. Nhớ gì đó. Chứ không nhiều chứ hả? Rồi. Xuyên. Cái này Lấy cái này. Rồi. Bây giờ là tiếp luôn nha các bạn. Rồi. Xin nhau ơi. Không biết gọi em ơi. Xin xong. Cái gì vậy bà nội? Ba rau hoài. Chưa. Để coi cái nào. Bên đây hết rồi. Bên đây đây. Nấm kẹ. Ôi rau đâu mà ăn cái gì? Câu cái bò nè. Thằng này nó ăn luôn mà. Bỏ giết. Rồi ơi thôi đu anh thua nãy giờ quá trời rồi em vô em xí sầm đu cái gì vậy bà nội đang cầu trời khấn phật để cho em thắng được rồi 1 2 từ từ mình bình tĩnh đi bây giờ là mình phải mì cay phải không mì cay là phải có nấm đúng không đồ đúng rồi lấy nấm nha các bạn mười đó bà hảo này nha rồi 1 2 3 ủa trời ơi bây giờ là bây giờ mình hồi nãy giờ là lỗi tao hứa hẹn ra là thua rồi các bạn ơi mình không cho mình chiến sầm hai nãy thua rồi. Ôi, bây giờ bà ra đi bà Hảo ơi. Bây giờ đô chọn cái gì đô. Hồi nãy giờ là nè thịt rồi mực nấm rồi. Giờ gì lấy cá viên đi. Cá viên. Rồi cá viên thuộc về đội của mình nha mọi người. Rồi bây giờ để con vỏ vô đô ơi. Chế lên vỏ ơi. Rồi. Vô đây nè. Chiến sầm ở đây nè. Ta nó mới lấy được. 1 2 3 ơi về không cãi thì anh nhau ơi nắm thèm không ăn nhưng mà phải có cãi rồi rồi nhau rồi đến suy nghĩ mới được rồi ơi máu tới nè đây nè máu hai chọn là ít thôi đừng có chọn nhiều chọn nhiều anh chọn ít thôi đúng không kìa ít nè lấy gạo đi lấy gạo đúng không em ăn cho đỡ ngán cái méo ơi tấm hình mình quá trời luôn kìa tấm ơi quá rồi đâu đi đâu nãy giờ á bằng đô mới chiến thắng rồi các bạn bây giờ là đô vô cho anh đô để
Con năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Luôn kia mình phải lấy hành. Đúng rồi, lấy hành anh. Đây, lấy hành nha mọi người. Đúng anh em mình đâu có ăn hành đâu. Đúng rồi. Rồi rồi thí sinh tiếp. Không. Hai. Chắc lấy con cua đi anh em mình chia ăn chứ mấy cái này nó nhiều quá ăn hết. Rồi, quất con cua vậy các bạn. Cho đồ ăn này nha. Ơi, sao đồ ăn bên đây nhiều vậy, bên đây có mấy hả? Thôi, vậy mới được chứ. Cần giải thôi. Xíu cầm đi đâu. Sáng xong. Sáng xong. Sáng xong. Khoan, bây giờ là... Bây giờ em ăn kim chi được không? Dạ được. Ăn kim chi được không? Không nhé rồi. Bắp kìa. Ôi. Ủa sao hả? Ủa, tẹn nhau. Thấy gì mất hả? Ở đi. Lấy cá chả ở vậy cái tâm viên nha mọi người. Đây mình lấy tâm viên cho nô đô nha. Rồi, xíu làm tiếp. Bắp với kim chi nè, dễ ăn không chị? Kim chi dễ ăn. Thôi bắp. Bắp quá trời nhiều không sao cặp nổi. Thắng cho mình tính chưa trời. Đúng không? Xin. Dạ ơi. Bò dễ chưa? Mua đi, để mình mua đi. Mình là lấy kim chi đây. Lấy kim chi. Lấy kim chi mọi người ơi. Rồi. Mày ăn hết nha. Được. Thôi bác ơi, ăn nổi không rồi? Ăn không hết, tao dồn vô lúc cuộc. Rồi. Chứ xong đi. Thắng như 10 triệu rồi vậy. Nãy giờ mấy đứa nhỏ sẽ nhiều rồi, tới em với anh nè. Gì? Anh chọn con cua. Rồi vô nè. Cái ớt được nữa. Mì cay mà 1, 2. Ớt đi. Ớt nha. Ớt cay lắm. Đi bắt đi. Mày đi hết, thôi ăn bữa mày đi hết. Đi hết nha em trai. Tụi anh ta đâu nha. Chơi luôn. Mình ăn chay được mà các bạn. Rồi mình lấy bắp nha mọi người. Cái gì vậy bà nội? Quên. 1, 2, 2. Hai. Đó. Trời ơi, chết. Giao cho mày ăn cái này nè. Rồi, bao nhiêu đi gì? Hai trái bắp gì vậy bạn ơi? Chứ rồi bây giờ giao hành bắp tùm lum hết trơn hả trời. Rồi bây giờ mình sẽ review ra cho mọi người. Đây là mình có bắp này nha. Đó món của mình nè. Rồi có mực nè. Bò. Đây. Rồi hành lá nè. Rồi tôm viên rồi cá viên nha. Rồi đây là kim chi với lại nấm nè các bạn. Kim chi đỏ ha. Rồi mình chỉ có 8 món thôi mọi người ơi. Rồi bên đảo con nu kìa. Bên mình đây rồi có 6 món và ha và giao. Gì vậy? Bà nói gì hả? Ở đây là mì không thể nào thiếu hiếu cải tím nha các bạn. Đây, ở đây có cải tím nè. Còn đây là cái gì nè? Cá viên nha các bạn. Đó. Tiếp theo là xúc xích nha. Ủa, mình rất là hết ăn xúc xích luôn. Ở đây có cua. Anh thằng ơi, mì cay có cua nữa hả? Thơm luôn nè. Còn cái này là bồ viên nha các bạn. Đây, cái này là đồ ăn mà để kèm vô nước cái mì đồ á các bạn. Anh giao cho đồ nè. Bây giờ là mấy anh em mình sẽ chuẩn bị bếp rồi nói chung là mình ra bắt đầu mình làm mì cay luôn nha mọi người. Anh Ngáo, anh nhớ hồi nãy em nói cái gì với anh không? Nhớ rồi. Quét sạch bạn ơi. Rồi luôn, hồi nãy mày nhớ gì không? Mày ăn là phải hết như mày. Đúng rồi, rồi của mình em ăn à chứ hai người người gói này quá. Bạn ơi, bây giờ là đến độ của mình nha. Nước sôi rồi mình sẽ thả bắp vô để cho cái nước mì cay của mình nó ngọt nha mọi người. Ồ, không thôi nước đi dằn nha mấy đứa ơi. Rồi, bắp vô nè. Mọi bạn ơi, bây giờ mình sẽ đợi cho nước sôi rồi mình sẽ thả cá viên cái tôm viên luôn nha. Rồi, cái nước này nha, nóng mì cay chắc ngọt lắm mấy đứa ơi. Em nghe nói hả? Nóng mì cay bỏ bắp vô trước là nước nó ngọt ngay. Dữ vậy. Trời ơi. Các bạn nước lên nồng nặc luôn mày ơi. Chuyện đã chưa không luôn. Trời ơi, trong nước này nó có hạt ớt cuối hết kìa. Rồi bây giờ là tiếp theo. Mình bây giờ mình sẽ cho mì vào nha các bạn.
mày để mày vô luôn nghe, mày để thẳng lên. Ừ. Rồi ok. Chắc tay. Mày xong rồi bây giờ là mình sẽ để cá gì luôn nha các bạn. Đợi nha, đợi nha. Dạ, cho mày nghe nha. À, tao mày đó. Xuống đi mọi người. Rồi, nước cũng đã thôi nha. Bây giờ thì đội của mình sẽ đem một ly mình luôn nha. Ok, đâu vậy phải cho. Để tiếp mày chị Hảo. Để mày nghe này để vô. Đây. Để lại luôn nha các bạn. Ý, nhìn cái gì đó trời. Còn nhau. Ok. Trời ơi. Để hết nghe mấy cái. Rồi cho hết luôn đi. Đây, đây, đây. Đây đem vô con ngọc này chào. Đó luôn nha chị Hảo. Trời ơi. Trời ơi, những cái đứa nè, ông nội ơi, nó đỏ. Ừ, cái bụi đó, cái bụi đó. Trời ơi, giờ để cô luôn nè. Đây là cua tắm nước mày nha các bạn. Có thể để cho không? Bắn quẹt. Bỏ cua để luôn nha vào. Ok. Trời cút. Đây, đây. Tiếp theo là cá viên đậu chiến cút. Trời ơi, bạn không nhăn. Còn sả lát này là kia. Quá đúng đó, mình mới đại lực như các bạn. Trời ơi, chắc đây. Còn cháu mang nhiều cho em nha. Ok. Ok, ok. Hay lắm. Rồi, chạy đến đi. Chạy sau nha. Hôm nay mình sẽ lấy cái nè. Rồi, lòng quế với tôm nha các bạn. Không, cái vô nè. Để vô đi em trai, để một cốc thôi. Rồi bây giờ tới không gì? Để tâm nhiên vô. Ủa, ủa nhìn hấp dẫn quá nhỏ rồi. Ôi, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, đổ sạch như vậy. Rồi, rồi, ok, để vô đi em trai. Nó không để vô đây nha các bạn. Rồi, để vô hết luôn em ơi, để vô hết luôn em ơi. Ừ, đó, để vô hết luôn ra lên. Rồi, sao, sao, sao rồi. Sao đây? Nguyên một miếng chà bá luôn các bạn. Nguyên cái chảo chà bá luôn mọi người ơi. Cái này chà kéo nó kêu luôn. Rồi bây giờ em cầm đi nha. Dạ, em cầm là em nghe thầy luôn nha. Đây, để một cái gì nữa cho mình chứng nha các bạn. Ok. Tôm. Ủa tôm các bạn ơi. Nhưng mà, dạ, mà có vô ngắm này để sao em ơi? Ủa mà ngắm này anh chậm xuống tới tầm dụng gì mà anh chậm xuống anh làm gì vậy? Trời ơi, anh chậm xuống anh hửi vô. Cái nước mày nó thơm. Rồi, bỏ đi vào. Ok. Rồi. Rồi, nhắn nè, dạ, 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 tôm chết chưa mấy giờ mà đúng mấy giờ mà đúng chưa trời ơi cái này nước nó hết các bạn ơi quá nhiều rồi vậy mà nãy giờ không nhiều để nó vô ngay giờ nước đúng không để vô đây rồi đây em sẽ cắt cho mấy chả cá ra chả cá mình chín nha các bạn vậy bây giờ cũng được 10 phút rồi đó vậy mình sẽ nhóm mấy cái mày này cho nước các bạn gì ngặt nước cái gì vậy nước nghĩa gì hả dạ vậy rồi chín rồi cũng chín chưa chứ nào tao rồi tao ok nè chưa đủ rồi cái gì ok chín rồi để em thôi cháu 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 để này nào để đâu rồi cái này muốn lấy nè ơi là nhớ ấy. Người này nhét cái này cho nó ăn xuống ơi. Ủa, gieo cũ rồi. Tay ơi, công việc trai của mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ để một cái kim tiêu luôn em ơi. Anh chị còn bao nhiêu nữa đi? Rồi, chạy thẳng vô đi em ơi. Không, còn cái này nè. Rồi, đó. Rồi, đi cái kim trai anh trai ơi. Đi để thay cho anh ơi. Đây, để bỏ vô cho. Rồi, để đi đâu. Rồi, đẩy đi đâu, bây giờ mình sẽ nhấu xuống nha các bạn. Ủa, 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 bả đá luôn. Ừ. Còn để thì để trong một cái chấm đi mà, chọc nó xuống chấm đi. Ok nha bạn. Thấy một kia chấm mình nó biết chẳng không. Ok rồi, bây giờ đẩy ra cho một chấm thôi, là xong như cái bài. Để bắt cả vô luôn nha. Ừ, để vô đi mày ơi. Ủa trời ơi, nó dẫn kìa. Anh như bên ngáo rồi, bên ngáo có nắm không mà ngáo chết. Ừ, đi ra xuống nha. Cái này nó đằng lắm chị Hảo ơi. Cái món này đâu? Cái món tôi tao không ơi. Cái món tôi ăn cái nào mà mì chín đồn đổ ra. Cái đồ ăn ngang được bình thường nè. Đây này khoảng tay một xíu. Rồi bây giờ cũng mệt rồi. Múc cái Hảo, múc đi. Múc vô sao lên coi. Tiếp vào Hảo đâu? Ừ. Rồi. Hảo đá thì chết rồi. Đổ bò vô nhau rồi. Ờ, đúng rồi, bình tĩnh đi. Đó, bây giờ là mình sẽ để bò vô nha các bạn. Để bò vô trang đây vô. Để vô đây vô. Để vô đi con. Ừ, để hết luôn đi. Mày làm gì mày đây, mày đi. Đấy, đấy, đấy. 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 Rồi, bây giờ mình sẽ đảo đều nha các bạn. Đảo đều nha. Ừ. Cảnh ơi, để nó tự chính luôn các bạn ơi. Trời ơi, hồi nãy có một thôi hấp dẫn rồi. Rồi, bây giờ mình đã bắt luôn các bạn. Bắt luôn nha, thấy thấy lấy đó tầm nước chúng ngọt. Tự tầm nước các bạn nha. Ừ, nháo, nháo. Nãy nãy có một thôi. Bây giờ con này nó giúp cái luôn. Trời ơi, nó biến chạy gầm gào. Trời ơi, cái đồ của mình á, là cái đồ siêu to ấn độ luôn mọi người ơi. Đúng, em là phải ăn hết cái đồ này cho anh nè, mới tiểu đi đồ. Dạ. Trời ơi, tôi gọi mình là trời. Trời, các bạn ơi, bên kia nó gáy quá trời, không biết ăn được nhiêu nữa. Giờ mình sẽ cho các bạn coi chảo mì cay của đội mình nha. Đúng rồi đó, chị Hảo mở ra đi. Đó, dẫn chưa, tôm cua đầy đủ. Giờ mình để rồi, dạ. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Chị Hảo ơi. Nô. Ơi nhìn hấp dẫn chứ chị Hảo. Trời. Cua tôm xúc xích. Không nô. Quá trời. Không quá mày ơi.
Vậy là xong rồi đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Coi vậy mà nó lẹ quá ha. Cưng á là phải ăn ba gói mì. Ủa đi Hảo. Xíu nó thù hơi ghẻo quá. Chỉ ăn Tú mỗi người gói thôi. Rồi vậy ăn sao nổi trời. Rồi. Đợi bên kia xong chưa để qua coi cái gì Hảo. Ừ. Rồi. Đặc biết cái coi. Ủa Hảo. Cái gì hả? Anh làm gì trộn đũa hả? Cái này là mì cay thập cẩm. Đúng rồi. Thôi nhìn thấy đứa bạn sao á. Thôi nhìn thấy đứa bạn. Ủa mình gì lâu lắm rồi đi chứ. Anh thắng chưa? Thắng mình chưa đô? Chưa. Nhắc lại cái tên cho đội người ta nhớ rồi. Chí là mốt. Rồi các bạn ơi, bây giờ là hai đội đã làm xong cái mì cay khổng lồ rồi. Bây giờ là sẽ thử thích ăn nha. Rồi bây giờ đội của Nu thì sẽ là anh Nháo ơi. Rồi. Sao cái nồi anh là cái nồi mì hay là cái nồi cắm heo vậy? Đúng rồi. Nói gì nói lại đó. Vì anh thử anh mở cái nồi ra rồi. Mở ra liền đồ. Đó. Trời ơi. Chưa. Anh nhìn cái nồi chưa. Cái nồi em sáng màu gực gỡ lung linh màu anh. Nó hù. Nó hù vậy trời. Vậy nó mới đậm đà đúng rồi. Vậy nó mới ngon. Trời ơi. Rồi bây giờ là đội nào thắng á. Anh thưởng cho 1 triệu luôn. Ăn bay hết không còn cái gì trong nồi luôn á nha. Nước được không? Nước còn để trong nồi không? Nước không để được. Ok. Nhớ rồi. Sắp đẹp mà chưa chắc ăn được ha. Ờ chứ gì nữa. Cho em xin chén tương ớt nè. Rồi, đỡ của mình lại hỏi gì đâu. Chén ăn mốt ba. Cái gì vậy bà nội? Thôi với bác bà. Các bạn ơi, chiến thần mốt ba chỉ là cái tên mà thôi. Rồi có mình tôi ăn cái gì mà nói tôi thánh ăn. Ờ với chị Thảo rồi. Ủa mà anh Nháo ơi. Gì vậy mày? Hồi nãy giờ một tên chiến thần quốc bang là mình lặp đi lặp lại cũng nhiều lần. Ừ. Nếu như ăn thua thì sao? Không có được. Chắc chắn mày thua rồi. Sao thua được? Bây giờ là bắt đầu là đếm 1, 2, 3 là ăn luôn nha các bạn. Ừ. Rồi. 1, 2, 3. Anh em tự tự thôi. Nè đây là chiến thần của mình. Chiến thần của mình. Vô mày với đây, vô mày đây. Ủa nó hấp dẫn chưa trời. Rồi thơm kìa. Để lấy cái giá chèn miếng nước này cho nó dễ hấp ơi. Ừ đó. Chèn miếng nước cho dễ hấp dạo rồi. Trời ơi nó có đỏ. Trời ơi bị nó nở ra nè. Ừ ok luôn. Mình cứ tự tự thôi. Ăn rãi chậm rãi. Đúng rồi ăn mau nó mau chứ làm đúng gì rồi. Chị Hảo đưa cái chén tương ớt qua đây coi. Nè đâu. Ai ăn nhiều mà chị làm gì ạ? Rồi gấp mì ra là em nó nở quá trời luôn kìa. Trời gấp em nó rồi. Con mãi. Gấp tập mình rồi. Thì chiến thuật của anh mình nha bạn. Không hơi tiết lộ rồi. Đợi cảm hết mấy cái trái bắp còn là no bà rồi ăn mì gì nữa. Nháo rồi. Như mãi. Em thấy chiến thuật này hơi kỳ á. Ừ. Cảm hết rồi mình ăn kia mình ăn sao mà nở nữa. Tại vì bắp có nước mà. Đúng rồi đâu. Vậy thôi. Bây giờ anh ăn hết rồi anh bắp chưa. Ok luôn. Em tiếp ăn cho anh nha. Trời lẽ rồi đúng rồi. Chưa giờ nhau nồi gốc rồi. Ngon chưa nhau? Chưa. Rồi em không bỏ cuộc sớm vậy đâu. Ngon chứ vậy. Để nắng. Ngủ ngon. Nhất tấm bệnh đi về hảo rồi. Đâu vậy? Nãy giờ quên uống nước cải rồi nữa. Cải nè. Rồi mất cải rồi. Đúng rồi nhau rồi. Ừ, rất là nhiều luôn. Hả? Đô hả? Đô ăn được chắc 2 chén thôi rồi. Đúng rồi. Chưa chắc đâu anh ơi. Đó cũng sớm đi. Xem cái giá chứ, xem cái giá chứ. Kệ cái giá kìa anh. Đó, đem nè anh. Ừ. Rồi mình có một tay của giá. Ủa. Đem. Không phải rồi. Ngon phải không? Ăn cái này xong là 1 năm sau mình mới ăn chứ lại được đây. Quá ngon rồi các bạn ơi. Ngon quá bạn ơi. Chả cá dài dài ngon à. Có trứng cút ngon. Ngon quá vậy. Vậy chiến thuật của đội mình là sẽ ăn mì đầu tiên nha. Còn tấm mình thì mình ăn sao. Coi chứ. Mì nở muốn kẻ nước thôi chứ. Mà nó hoài mấy em. Cay quá. Không có miếng cay nữa. Ăn hết cho anh đi. Ngon không? Nó rỡ ngán. Ừ, nghe anh hấp bắp kìa đó. Hấp để cho anh đó. Anh hấp bắp. Ừ, yếu thì mệt. Để cho anh đây. Nhìn cái chén con đô kìa. Trời ơi, nó chạm ra ngoài luôn vậy đó. Dấp anh đó. Để dưới mất nhiệt tình lắm. Đó.
gặp đi chị Hảo ơi, vô vô đi. Chị Hảo gì ăn dữ vậy trời. Buồn quá các bạn ơi, vì đội mình là người chiến thắng. Mày đỡ ăn nhau sao? Gái chiến đội thắng bạn chỉ là cái tên mà thôi. Gái giữ vô. Bưng chén mì lên anh, còn bao nhiêu anh Ngáo? Người nào còn hơn nữa. Người nào cũng còn còn chén. Rồi, đi ra ngoài này trao giải đi anh Ngáo ơi. Rồi lấy tiền mọi người ơi. Lấy tiền thưởng các bạn ơi, ngồi luôn đi. Ngồi luôn á. Sao mà lấy tiền thưởng nghe bạn. Ủa hồi nãy tiền thưởng là như 50.000 phải không? Cái gì? Thích thì chết cam đây nè. Đâu có ăn gian được của mình. Đúng rồi. Chiến thần múc ban chỉ là cái tên mà thôi. Đúng rồi. Đây, chàng người chiến thắng sẽ lụm được 1 triệu đồng các bạn ơi. Chúc anh em mình đi ăn lẩu, ăn mì cay nữa không? Rồi. Thảo với Tú có cảm nghĩ gì sau khi mình thắng không? Trời quá đã luôn các bạn ơi. Đúng rồi. Đội mình là có hai đứa này gánh nha, mình ăn được có 3 chén mì à. Cái gì vậy? Cái lộn cho hai anh em mình đứa con tôm các bạn ơi. Nói chung là mì này 5 gói gì đó với 3 người mình á, cũng khá là nhiều nha các bạn. Quan trọng là cái topping á nó no quá trời no rồi các bạn ơi. Chả cá hay nữa hả? Cục nào cũng lấy chả bá lửa. Còn có trứng cút nữa các bạn. Rồi kết thúc video đi nhau rồi. Ai gọi thua phát biểu kiến coi. Rồi nè. Em tức quá à. Đã hồi nãy là em tính ăn từ từ, ăn nhâm nhi đi để nó no từ từ. Anh Ngáo anh múc một cái chén trà bá nội. Này nó đừng đi ăn chén là nãy thôi ta. Đó. Rồi quá trời luôn các bạn em quá. Mình đang cố gắng hết sức nhưng mà không được các bạn. Hai đệ của mình. Ủa Ngáo. Tới ăn no cành không luôn các bạn ơi. Vậy mày. Vậy mà anh nói gì anh đòi nghịch bầu với em á Ngáo. Sai lầm quá lớn rồi Ngáo ơi. Thì nếu các bạn thấy video này hãy cho mấy anh em mình xuống đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh Ngáo TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.